Dạ em Dương Bổ Kích lại xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay là buổi chiều thì em cũng tranh thủ đi cắt buổi chiều, về buổi sáng là em đi cắt mắt về thì các bác cũng ghép hết rồi. Nên buổi chiều lại tiếp tục đi cắt. Đây là những cái cây mà em đã cắt buổi chiều hôm nay. Em quay gửi tới bác một số những thước phim về cây này. Đây là chất lượng của quả này. Các bác hoàn toàn yên tâm về cái phát triển cây giống Bổ Kích này, thì bên nhà vườn thì sẽ lựa chọn những cây nào thật sự là xuất sắc để làm những cái phần mắt ghép nhau nhé. Để mà các bác tìm được những cái cây như này nó còn không rất gì là khó luôn đấy. Thì cô bác anh chị nhà mình tìm được những cây Bổ Kích đã khó rồi, và tìm được những cái cây Bổ Kích nó đẹp như này để bảo tồn, để giữ lại cái nguồn gen của cây bố mẹ thì nó lại càng là khó nữa. Nhưng mà bên nhà vườn thì nhà em trong những cái năm vừa rồi em đi thu mua thì em lọc lựa được tầm khoảng hơn 20 cây nó như này. Chất lượng quả nó đồng đều như này, mẩy đẹp này. Đây là cây buổi chiều này, chút nữa em sẽ quay cho các bác xem cái phần quả của cây buổi sáng hôm nay em cắt em ghép. Đây là một cái đầu cành như này, đây là một cái đầu cành này, em cắt về cho các bác xem này. Thì nó sẽ chia được 3 nhánh như này. Đấy là chính là cái lý do mà tại sao khi trong những cái năm đầu tiên em vẫn khuyên các bác là phải tạo tán để cho cây nó đâm ra nhiều cành thì nó mới ra được nhiều quả. Đây, một cái cành như thế này, một cái đầu cành như này thì nó phải được tầm cân rưỡi 2 cân nhau nhá. Đây này, một cái đầu cành như này nó phải được cân rưỡi 2 cân quả. Quả rất là dày. Và cái quả thì mẩy, quá mẩy đẹp luôn. Đấy, mẩy căng luôn, chùm nào cũng thế nhau nhá. Đây, những cái chùm ngắn này. Đấy. Quả dày đặc luôn. Đấy, chất lượng của mắt ghép thì các bác yên tâm nhá. Có ba anh chị nào nhà mình mà muốn phát triển cái cây Bổ Kích thu trái thì các bác phải liên hệ. Ở bên nhà vườn thì cam kết là sẽ làm những cái cây giống Bổ Kích, và những phần mắt ghép thì sẽ lọc lựa ở những cái cây mà nó xuất sắc nhất. Đây, một chùm như này thì em chỉ cắt được một cái đoạn như này thôi, một đoạn như ở tay em đây là để lấy được mắt ghép thôi. Còn ở trên này thì nó ra quả rồi nên nó cũng không có mắt đâu ạ. Cả một cái đống như này mà lọc ra thì cũng không được nhiều mắt đâu nhá. Đây này, em đang lọc đây này. Đây là những cái mắt ghép này bác này. Những cái mắt này, đây này, nó sẽ lên mầm từ những cái phần này. Sẽ lên mầm từ những cái phần ở đây. Và chưa chắc cái đống mắt này ghép đã tỷ lệ nó thành công được. Nếu mà thời tiết nó thuận lợi, nó khô, nó không bị mưa thì nó sẽ đạt được cái tỷ lệ cao hơn. Đây là cái cây em cắt buổi chiều hôm nay. Đây, em đã lọc được một ít mắt ghép ở đây rồi. Và đây là những cái phần quả em lọc ra này. Chùm đây này bác. Đây, chùm này nó vẫn còn xanh này. Chỉ hai chùm như này là được 1 kg rồi nhau nhé. Rất đẹp. Đây, chùm quả đây bác. Mẩy căng luôn ạ. Bây giờ là cũng là cái mùa vụ thu hoạch của quả Bổ Kích. Những cái cây em mua để làm mắt ghép ở đây thì em mua những cái cây nó rất to. Đây chỉ là những phần nhỏ của cái cây đó. Còn lại là em cắt mắt nó chưa hết thì là nó ra quả. Thì quay cho bác xem cây nào, hầu như cây nào thì em cũng để lại một chút để cho các bác xem cái chất lượng. Đấy, một chùm quả này bác. Cô bác anh chị nhà mình muốn phát triển cái cây Bổ Kích thu trái thì các bác có thể tham khảo cái mô hình cây giống Bổ Kích ghép mình nhà em nhé. Một chùm quả như này nó có chất lượng không ạ? Đây là cái cây em cắt buổi sáng này. Buổi sáng hôm nay em cắt cây này này. Đây, quả cây này thì nó khô hơn rồi. Nó đen hơn rồi. Nó rất mẩy nhé. Đây này, nhìn này. Chùm quả Bổ Kích này. Rất mẩy, rất đẹp. Ngoài làm cây giống thì nhà em còn thu mua quả Bổ Kích nhau nhé. Đây là những cái phần quả mà các bác thợ mang xuống đến cân này. Các bác thợ mang đến cân cho nhà em này. Quả này. Đấy, thì ngoài làm những cái cây mà em đã chuẩn bị để làm mắt ghép thì trong những cái mùa vụ như này em cũng kết hợp với các bác thợ bẻ nữa. Những cái cây nào mà nhà em không có duyên mà mua được của bác chủ nhà mà các bác thợ mua được những cây xuất sắc thì các bác cũng liên hệ. Hôm nay là chú cắt cây này vị trí ở đây thì cháu lên nó lấy mắt ghép, thì vẫn kết hợp với lại các bác thợ để lấy mắt ghép được, để lựa chọn được những cái cây nó đẹp để về ghép cho bà con nhé.
Và giá thành cây giống thì có thể là bên nhà em làm chưa phải là đơn vị làm giá tốt nhất, nhưng mà về mắt ghép thì dám khẳng định với các bác luôn là về chất lượng của cây thì lúc nào cũng khẳng định với các bác luôn là đảm bảo cho các bác luôn nhé. Em xin phép kết thúc cái video ngắn tại đây nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Cô bác anh chị nhà mình có nhu cầu về cây giống bồ kết ghép, hoặc là hiện tại bây giờ thời điểm bây giờ mà các bác có quả muốn bán, thì các bác đừng ngần ngại liên hệ với em qua số điện thoại ở bên góc màn hình để được báo giá tốt nhất nha mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau ạ.